Anh nhớ cái lần trước khi em tham gia, lúc đó em cũng như người trên sao Hỏa rớt xuống vậy đó. Em lạc loài với tất cả mọi người ở đây. Em bộ tưởng mình là cúp bế bỏ trong tủ kính hay sao vậy, đứng trong quà mà chịu xuống vậy hả? Tại vì em nghe giới thiệu em tưởng em còn sung quá cho nên là em sung em quá đứng, xé rách quần luôn rồi em... chạy xe sao mà té dữ vậy. Rất là chỉnh chu, anh nghĩ là phù hợp với đội của Thu Trang và Trấn Thành. Đúng bởi vì hôm nay hai bạn ấy nhìn rất là chỉnh chu như hai học trò. Đúng rồi, em cũng nghĩ là Bảo Thi hợp với đội của em, tại vì giờ nè thấy không, bận đồ rất là Vintage kìa. Cái gì? Mặc đồ đó là vintage. Em nói nấu tiếng gì á? Em không biết nữa, em mới ở bển về, em không biết nói gì nữa. Ở bên nào? Ở bên Biên Hòa hả? Trời, tì nó nói, từ nãy giờ không ai coi nhỏ hiện hữu. Đâu có, nãy giờ nhỏ cũng nói quá nhiều rồi. Em không nói được tiếng Việt, nhưng em cũng hiểu tiếng Việt. Anh luôn đi, rồi, phải nói luôn. Cho em cơ hội em nói đó. Mà em nói như nuốt em nói cho hội em nói. Nè, bây giờ em có ý kiến nha. Tôi phát hiện ra cái ông này, ông bị khùng giống tôi. Không, để anh nói nghe nè. Em mặc, cái chuyện này đâu có mới đâu Trang. Em mặc một đồ nó gọi là nó phong trần, nó xịt tiếng vậy. Em không thể nào về làm việc cho bên NASA như vậy được. Em mặc đồ lúc ở trên NASA không? Người ta nói cái bộ đồ đó không về với đội NASA cho mình được. Vậy thì em nghĩ cái bộ đồ của em có thể về với cái bên Max Sauna này sao? Đồ đánh góp cái gì? Cái đồ này đồ trả góp. Đồ này là đồ trả góp. Đồ đánh góp. Đánh góp, cái đồ chạy với tôi luôn. Đồ trả góp. Bạn này về ngoại hình có thể không hẳn là người chơi chim kiện, mà có thể bạn là người bán chim cút chim bơ, tại vì tôi nghĩ là bạn hơi tròn tròn. Cái thứ hai, thấy cái sự cột tóc của bạn thì tôi cũng hơi hoài nghi, là tại vì thường mà để tóc vậy đó là mấy người ta sống nó có những sở thích hơi đặc biệt hơn so với những người còn lại, là tại vì người ta hay có những cái style lạ. Thì cái nhân vật này tôi nghĩ cũng có thể là chơi chim thiệt, và cái khẩu hình hồi nãy là khẩu hình hát của cái người mà bị chơi chim nhiều á. Hót cho chim nghe. Nó bị quen khẩu hình, nên tôi đoán là ta hát không hay. Tại vì đó là cái khẩu hình mà anh ta quen cơ. Đó, đại khái vậy đó. Chỉ vậy thôi đó mà đoán anh ta hát không hay. Thật ra thì em nghĩ là Bạch Tuyết cũng chơi chim nhiều mà hát cũng hay đó anh. Ủa, Bạch Tuyết chơi chim gì em? Đó. Ủa, nó nghe là tiền hình như em cũng từ trong một cái vương quốc nào tới đây phải không em? Em cũng không có phải từ cái thế giới hiện thực của con người phong cưng. Đó là sự lựa chọn của bạn đó Trang à. Nãy Trang ơi, Trang chọn Bảo Thi rồi. Anh hơi hoài nghi, anh ngạc nhiên nha. Anh này không biết anh hát hay không, nhưng mà anh làm xe hơi thì em nghĩ là chắc không có đâu. Tại vì không biết nữa. Tại vì em có một cái niềm tin lớn lao là tôi suy sụp gì đồng đội. Phải là một bộ đồ hip hop. Đang mặc đồ hip hop rồi vậy. Nó không phải tại hôm nay giới thiệu là một người mà hả cứu hộ thì em nghĩ là anh sẽ mặc đồ bơi hoặc là kiểu này kia, nhưng mà anh mặc đồ rất là hip hop. Ai quy định là hip hop này là trẻ trung thôi chứ đâu phải hip hop. Ai quy định một người bận bộ đồ màu cam để cứu con nít ở trong hồ bơi không được bận cái bộ đồ này ra đường? Không ai quy định hết, nhưng mà em nghĩ vậy. Em nghĩ như vậy, chắc không một mình em nghĩ vậy. Thất vọng về đồng đội thôi. Dạ, thật ra thì để cho đồng đội của em bớt hoài nghi và bán tính bán nghi về em thì em nên im lặng từ bây giờ. Em nghĩ vậy. Chúng tôi không mời tới đây một bức tượng. Chúng tôi cần ca sĩ trong chương trình để đến chương trình giọng ai. Dạ anh. Thì theo em nghĩ thì là cái bạn này nữa kìa, khúc lưỡi nó được kìa. Cái em thấy cái bạn này có thể là bạn thiên về dân ca, tại bạn hát rất là kiểu khẩu hình rất là bay bổng, thì em nghĩ là có thể bạn này sẽ là một cô gái hát hát được. Mời Vân. Ôi anh giờ không cho em nói hả? À, giờ thấy em nãy giờ là điêu đứng với công này rồi. Dạ. Mời em nói đi. Qua lượt. Anh đã bị mất lượt, anh không được phỏng vấn Trang nữa. Qua lượt. Qua lượt à. Em chỉ thắc mắc một chuyện, không biết anh em có hát hay không, nhưng mà cái gì anh trước? Chị đây cũng thắc mắc hết rồi. Cái trước cái cây của anh lúc lắc là gì? Có một cái cây xong có cái thằng trước lúc lắc. Đôi giày con già nó em đó. Vậy để dụ á, dụ mấy bạn cún á. Thì nếu như mà mình đã có một cái giọng hát mà có thể dụ được con chó rồi, tại sao mình cần một cái cây để có thể dụ con chó để làm gì nữa? Cái giọng này là đi vào lòng người rồi. Tội nghiệp mẹ em xin sợ quan con. Anh hiểu, xin lỗi em, đứng lên cường ngã lên. ST ơi, bây giờ vậy nè ha. Cái chúng ta đang đi tìm là giọng hát
chứ không phải tìm sở thích của con chó. ST, anh nói thiệt với em, anh quý em lắm, anh quý em lắm nha. Nhưng mà anh nói thiệt, khi anh đứng ở trên đó một mình anh á, anh cũng chơi vơi, anh mỏi lắm. Cho nên anh cần một cái gì đó kích thích cái nguồn sinh lực của anh nha. Chứ còn từ nãy giờ là em làm cho anh tuyệt vọng luôn rồi đó. Nghe cưng, ừ, sáng bình tĩnh lại nha. Dạ. Không phải anh, cái đó là ST cố tình để làm cho chương trình vui thôi, đúng không? Đúng không? Dạ, hợp tác đi, hợp tác đi. Đôi lúc em ngốc ghét như vậy đó anh à. Không, tại cái chuyện không có thì em không cần phải cãi, tại vì anh biết em là như thế, em hiểu không? Nhưng mà thật ra hôm nay em đến đây mọi người thấy phong thái của em hay không? Em bước tới, ok, em giang cái tay em ra. Yes, mà vẫn thấy ngốc nghếch. Dạ. Nó cam thanh này nghe xong các bạn có cảm giác gì? Hay á. Hay hả? Nghe thấy giọng giống giọng em đúng không? Cái gì vậy Ngọc? Nhìn là thấy giống như là giam nói đó, là cắt ngay là, đó là thôi là giống thấy... nút phô của em hả? Chị nói đó nó quá chị hay luôn. Mà em thấy á, cái anh này hình như là làm nghề chăn nuôi heo thiệt á. Sao vậy? Cái gì? Cái mặt người ta hả? Bỏ đồ ăn vô cho heo, thấy cái mặt vui sướng chết, trời ăn kia ăn kia, kiểu là cái mặt rất là ngạc nhiên luôn mà chăn nuôi heo cái gì trời. Không, em thấy lúc mà cái mỏ chu chu ra. Không, tôi hoàn toàn đồng ý ST. Lúc con thả ra ăn xuống. Trời ơi, heo. Kiểu gì đó. Lạ lẫm quá đúng không? Ủa, heo nó biết ăn hả? Chưa từng thấy ai cho heo ăn mà cái mặt hiếu kỳ như ông nội này. ST thế sao em? Em á thì riêng bản thân em không thích ăn chuối nên em không có bàn gì cái bạn này. Vô duyên trời đất ơi. Liên quan gì tới ăn, tới muốn ăn vậy trời. Mà thật sự luôn á là chuối lẹ không thích mà bánh chuối lẹ em cực kỳ không thích luôn cho nên em không muốn bàn luôn. Em cũng thấy ngon mà tí. Liên quan gì trời. Mấy người mà đẹp đẹp là hát không có hay đâu. Mà theo kinh nghiệm của em mà anh Thành với là Ngọc mà vô một đội là thế nào cũng sai. Cho lý do nghe thuyết phục cái coi. Cho lý do hả? Em biết, em nói là theo kinh nghiệm mà, có nghĩa là khi mà em nhìn thấy hai người vô chung một đội là sai. Sao kỳ vậy Sóc Trăng? Nói gì lạ vậy bé? Sóc Trăng, nói đi Sóc Trăng, nó không là sượng trân đó. Thôi mình bỏ qua cái chi tiết này đi. Bỏ qua chi tiết này đi. Em nghĩ là cái bạn này á, đẹp. Đẹp là một tài năng. Cho nên em sẽ giữ lại. Được không anh? Về ghê luôn á, thì có nãy giờ cứ nhấn vô nhan sắc hoài à. Tuy nhiên rằng là cái bạn này bạn mặc cái bộ đồ ở trong quán bún đậu mà bạn lại mang giày bata. Có liên quan gì? Chị? Mọi người đang hỏi giọng hát mà anh. Ủa thì bây giờ mình đang vòng lại chút xíu. Có nghĩa là bạn mang giày bata xong rồi em nghĩ rằng là bạn này có thể hát hip hop. Thiệt mà bạn có thể hát cái dòng nhạc mà nhảy nhót. Anh nghe nghe. Đuổi nó về đâu? Không, anh nghĩ rằng cái chỗ này khi mình dừng á mình edit cho chạy nhanh nó không thấy tiếng luôn. Nha. Thôi mình đi tiếp. Em nghĩ là bạn này có cái nhịp trong người rất là tốt. Bạn nhảy cũng rất là đẹp. Mà em chỉ sợ là bạn này là dancer thôi. Không phải không, dancer luôn được. Dancer này mà cái chứng yếu vậy. Bà này là bà đen sơ sơ. Đây, nói về dancer. Ê, ê, ê. Bà tình, bà tình quá. Âm nhạc, âm nhạc. Music. Hát, thử coi. Hát, 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 hát. Gì vậy Thành? Sao em như con rắn liêu điêu vậy? Ờ, thầy thấy mổ liên tục vậy. Em thấy nó samba đồ dữ quá, em cũng hơi lambada thì. Ok. Thôi chuyện đã rõ. Còn đội Trường Giang. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta nhìn vào số 7 nè. Một sự mong manh, đúng không Ngọc? Dạ đúng. Và những người mong manh thì chúng ta nên bảo vệ. Đúng, chúng ta nên bảo vệ để bảo tồn. Bởi vì sao? Ẩn sau cái mặt nạ đó là một sự bí hiểm, bí ẩn. Mà ST nói là bí ẩn là nên giữ tới cuối cùng. Yeah. Ở Sài Gòn có hai cái quận mà có thể di chuyển đâu cũng gần là Phú Nhuận và quận 3. Như ST đã từng mong muốn, đúng không? Mặc dù anh không muốn. Em muốn không? Em muốn. Em muốn vì sao? Em muốn thay ST. Vì sao lại muốn? Tại vì cô ấy đẹp, mà đẹp là phải loại. Trời đất ơi, cái lý thuyết gì mà tàn nhẫn vậy không biết nè.
Honestly, sao bạn em hay đó. Thôi, đó là ý kiến của nhà người ta, mình đừng có chen vô làm cái gì. Thôi, dạ người ta. Sự lựa chọn của đội Trường Giang là số 3. Rồi. Tốt. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị lắm nè. Thấy có vẻ Trường Giang đang rất là bồn chồn vì cái quyết định này của hai đồng đội. Cho nên, tôi sẽ mời số 3 hát liền lập tức. Em gái cái coi. Để chú nói cho con nghe. Thực ra là không muốn chọn con từ đầu. Anh ST biết con là hip hop này nọ, biết hết. Lan Ngọc biết luôn, bởi vì không cùng có hệ tư tưởng với Lan Ngọc. Biết hết, nhưng phải chọn. Vì sao? Biết gia đình đang mong con về đúng không? Nhà ở quê Vĩnh Long đúng không? Xa xôi lắm. Những con người đã vừa làm nghiệp mà còn dùng thái độ từ bi để nói về hành động của mình, những người đó sẽ không siêu thoát. Trời ơi trời, ở đâu mà loại một con nhỏ vừa đẹp vừa ca hay. Đúng rồi, lúc đầu là mình chọn bạn hát chung với em đó. Thì tuyệt vời biết bao. Trời ơi, hôm nay ba con người xúm lợi dù dập một đứa nhỏ. Anh Thành ơi, em không có ý đó đâu. Hồi nãy anh nghe rõ ràng nha. Em chọn bạn số 3 cùng với ST nha. Trường Gia là cái người phân vân đứng giữa nha. Thấy người ta đẹp, triệt người ta cung tâm kế. Em nói rõ ràng là bởi vì thấy đẹp hơn em triệt. Thật sự là tại vì lần đầu tiên Ngọc mới tới đây chơi, Ngọc không có hiểu cái yêu cầu là kết cấu của chương trình sao hết. Cái mặt chân thành nghe chưa? Coi coi từ bi nè. Rồi sao mà tán rất cục nào. Không phải anh Thành ơi, anh nghe em. Trời em ơi, ghê quá. Trời ơi ghê quá hả? Gà này, trời ơi trời. Hiểu hiểu giùm cho Ngọc nha. Không muốn. Cha mẹ con nhỏ, hy vọng là con cái lên tới quy nở mày để mặt hàng xóm sắm cho bộ đồ màu đỏ. Để chi? Các lợi. Màu đỏ là màu may mắn. Để về luôn. Để về. Dài đỏ. Dơ dơ đỏ. Áo đỏ. Viền đỏ, nón đỏ. Ê, thành, thấy kẹp đỏ luôn. Kẹp đỏ luôn. Mà cũng đi về. Về luôn. Nhờ những điều đó. Đúng rồi. Em gây ấn tượng cho mọi người. Không cần cái đất cuối, em vẫn gây được ấn tượng cho mọi người. Ngọc bớt nghẹn ngào, Ngọc bớt nghẹn ngào. Các bạn này thiệt luôn.